tự đập thùng con ZT 180 luôn rồi con. Linh kiện phụ tùng của Nhật lắp ráp tại Thái Lan nha. Cục đề là của Mắc in da da băng luôn đó. Bảo hành 3 năm. Ngon lành rồi con. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6747. Đây là lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam luôn nha, có mặt tại cửa hàng luôn nha. Mấy lít em? 4 lít. Đời này nặng 145 kg chưa kể dầu nhớt. Dung tích xy lanh là 944 cm khối, 18 ngựa, 2.400 vòng trên phút. Đặc biệt cái đời đề nó có kết hợp sạc cho chổng luôn nha. Đó. Đây có dây đề sẵn rồi con, về mua bình là xài thôi. Đặc biệt đời này là siêu nhỏ nè, nên sạc nên xài có chừng bình 30 ampere là đề được rồi. Ngon lành mà con. Cô chào bác nợ. Có đề là 49 triệu. Không đề là 45 triệu nha. Ủa sao vậy em? 4 lít em à. Lấy khăn lau nhẹ cho đẹp em. 4 lít thôi. Quá đẹp luôn rồi. Nó thường lẻ. Tại máy mới mà. Mới là phải 4 lít. Vừa cho nó 2 là 3.8 lít thôi, tại vì nó có nhớt dặn nằm chổng à. Nặng 145 kg nha. Không đề, có đề nặng 150 kg. Chưa. Dầu đen. Dầu đen. Em dầu không đi. Dầu, dầu, dầu.